Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đề cụm camera của Samsung Galaxy Note 10 Lite nó gồm 4 cam, 3 cam sau và 1 cam trước. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến camera máy ảnh của Samsung Galaxy Note 10 Lite, lỗi hỏng cần địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp.vn. Hiện tại Di động Cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện trên Samsung Galaxy Note 10 Lite nói chung và camera máy ảnh của Samsung Galaxy Note 10 Lite nói riêng thay mới quý vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn. Vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship camera máy ảnh Samsung Galaxy Note 10 Lite đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn dịch vụ thay mới camera máy ảnh cho Samsung Galaxy Note 10 Lite, vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp.vn.